chồng em là đời anh chẳng ý nghĩa gì. Thế nên anh phải cố gắng, bồng ba ngoài kia chục năm giờ cũng đã có dư gom về quê cưới nàng. Mời em đi về quê anh, treo xuống Ba Lá, ngoài xa đá, ngoài hồ cá mình cùng ta. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má, cũng có anh là sao. Ông Tiến Bảo Xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Và kính thưa quý vị, từ ngàn xa xưa ông bà ta dùng miếng trầu trái cao làm đầu câu chuyện chuyện dựng vợ gả chồng, chuyện tác hợp lương duyên cho đôi bạn trẻ những ngày tháng yêu nhau tìm hiểu nhau đến bền phúc. Và cũng chính vì thế, hôm nay là tháng tốt, ngày 20 tháng 10, hai bên tông gia có tổ chức lễ đính hôn cho hình của thánh của mình. Kính thưa quý vị, ca dao Việt Nam có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩ mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Bậc làm cha làm mẹ không ai không sung sướng và vui mừng khi thấy con mình được càng khôn lớn và hạnh phúc. Nhưng mà niềm hạnh phúc nhất đó là công lao của cha và mẹ. Và ngay bây giờ, Tú Hiền xin được mời lên sân khấu đại diện chủ hôn họ nhà gái, ông Trần Quang Vũ và bà Nguyễn Kim Duyên cùng nắm tay nhau tiến về tang lễ ạ. Chúng ta tiếp theo chương trình cũng xin trân trọng kính mời đại diện chủ hôn họ nhà trai, ông Nguyễn Văn Tân và bà Hoàng Thị Thanh Hằng cùng nắm tay nhau trở về tang lễ ạ. Vâng, kính thưa quý vị, đi khắp thế gian. Xin mời quý vị quan khách chúng ta cùng nâng ly chào đến một bài ba vô nhé. Một, hai, ba, vô. Vâng, sau đây cùng xin trân trọng kính mời đại diện họ nhà gái, họ nhà trai có lời chia sẻ cho buổi tiệc hôm nay. Trân trọng kính mời anh ạ. Hôm nay tôi xin đại diện cho gia đình thì vui của con gái tôi, thì tôi không biết nói gì hơn. Kính chúc bà con, cô bác, anh chị em dồi dào sức khỏe,
và một tiệc nhậu vui vẻ mạnh khỏe tràn đầy hạnh phúc hết. Dạ vâng, cảm ơn lời nói rất nhiều. À, xin mời anh cùng nắm tay nhau Phương trở về vị trí của mình ạ. Cảm ơn anh. Chị nắm tay chị trở về vị trí mình. Hai đứa chồng tay, chồng trao cho vợ, vợ trao cho chồng ha. Rồi mọi người chuẩn bị ra nâng ly nè mọi người. Nâng ly kìa. Mời quý vị quan khách chúng ta cùng nâng ly cùng cho chú rể nha. Rồi, chồng cho đó cho vợ, vợ cho chồng đi. Để chia sẻ cái tình đắng cay mặn ngọt trong buổi sáng hôm nay. Rồi uống đi. Rồi được rồi. Rồi đây đây sư huynh. Một cách cho các bạn đúng rồi. Cách thứ hai, con đàn cháu thảo. Rồi cách thứ ba, cách thứ rồi chúc em cuộc sống ấm no. Cùng nhau giết lúc nhau cái giết bánh kem này để chia sẻ ngọt bùi trong đời sống vợ chồng trong ngày hôm nay. Giờ đốt cho chồng, chồng đốt cho vợ nha. Chồng tay giờ đốt qua coi. Rồi đúng rồi, em đốt cho anh ăn kem gì đó. Rồi đúng rồi, rồi. Người ta thường nói là khi xưa thì mới quen nhau muốn hôn một cái mà sao vào vòng. Hôm nay nên nghĩ vợ chồng muốn hôn một cái cho thằng lòng ước mong. À, anh hỏi chú rể hôn trên trán cô dâu á thì sẽ con trai, mà hôn đôi má cô dâu á thì sẽ con gái, mà đôi môi mềm mềm của cô dâu á sẽ có trai có gái. Xin hỏi chú rể hôn chỗ nào vậy? Dạ hôn hết. Rồi cảm ơn em. Mà thích nghe nè, nhạc tắt rồi được buông nha, nhạc mà chưa tắt là bắt hôn lại á. Đếm 1, 2, 3 được con hôn nha. Quý vị có khách cùng và tổng hiền đếm 1, 2, 3 đếm hôn nha. Rồi, 1, 2, chưa? Mới có 2 lộn quốc rồi. Gấp dữ hả? Chút gì đâu. 3, hôn đây. Nè, nói lên dùm anh. Rồi, con hôn chết chưa? Yeah.
trời xứ biển, em là con gái của cái vùng sông nước, cái trường lưu thủy và đại hải thủy, đường nào con cháu mình cũng có phước. Ơn trên đã tính ra trước một bước thì ngại gì đâu mà anh không rước. Cưới vợ không phải là ván mạt trượt, thằng có ba bích thằng đó đi trước. Anh có mơ đất mấy ngàn hecta, thú vui tao nhã là trồng thảo dừa, đợi em dưỡng ngang phải gọi là mướp mê lem mê lem. Có một vết xước là áo bà ba trong gió lướt trước, nhiều lúc huyết áp anh muốn suy nhược. Bà con lối sớm họ chỉ biết ước họ khen thằng này ngó bộ mà được. Ông già anh thích chơi lan đột biến, còn má của em tay chơi cá coi, lúc ở không đánh bài tứ sắc với mấy bờ trên cô racing boy. Canh chua cá lóc mà anh ăn không ngán thì em nguyện nấu cho anh cả đời, nhưng mà lương tháng thì anh không được giấu để em sắm vàng như vậy mới lời. Anh cũng không có chiếc G63, tài sản của anh là quay em pha. Chiều chiều chở em đi mua cà rá ngân nga cầu hát tích tình tình ta. Chú Văn Thách có mặt trong buổi lễ tân hôn của chú rể quan trọng và cô dâu Kim Nguyên sáng hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép Hồng Liên xin mặt cho những người thực hiện chương trình: âm thanh ánh sáng Văn Đủ, dịch vụ nó ăn Hồng Nhân. Xin gửi đến toàn thể chú Văn Thách lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng. Yeah! Kính thưa quý vị, vào những ngày lành lặn như thế này thì chắc chắn rằng cho tất cả mọi người của chúng ta, ai cũng cần một bờ vai ấm áp, đúng không ạ? Và hơn ai hết, cô dâu Kim Nguyên của chúng ta ngày hôm nay cũng đang rất cần điều ấy. Và với tình yêu thương chân thành, sự thấu hiểu, nên chú rể Văn Trọng đã quyết định là một bờ vai vững chắc, một chỗ dựa an toàn để cho cô dâu nương tựa đến suốt cuộc đời. Và chú rể có nói với cô dâu như thế này thôi quý vị: anh còn sống, em cũng còn sống, ước gì mình được là con một nhà. Ngày hôm nay đây, được sự cho phép của hai bên gia đình, tới tặng của chúng ta đã chính thức nên duyên vợ chồng. Hôm nay xin tặng cho âm thanh ánh sáng Phân Đủ cũng như toàn thể của con khách có mặt tại nơi đây, gửi đến cho cô dâu và chú rể lời chúc mừng trăm năm tình viên mãn, bắt đầu giữa phu thê. Và xin chúc cho hai bên gia đình của chúng ta sẽ được giao thảo rễ hiền, kết chặt tình thông gia. Kính thưa quý vị, đã có được ngày vui như hôm nay thì chắc chắn rằng chúng ta không thể nào không nhắc đến những bậc sinh thành dưỡng dục, những người đã tiếp thêm ngọn lửa yêu thương để cho tình yêu của đôi bạn được bừng cháy trong ngày hôm nay. Và ngay giây phút này, xin quý đồng của mình tiến lên sân lễ về phía sông thân của chú rể, cũng chính là chủ hôn của lễ tân hôn này. Xin kính mời con Nguyễn Văn Tân của bà Phan Thanh Hằng tiến lên sân lễ. Một trong các bạn chờ đón quý vị ơi. Song thân của cô dâu, xin được đồng kính mời ông Trần Văn Vũ của bà Nguyễn Kim Nhiên tiến lên sân lễ. Một tràng pháo tay chào đón quý vị ơi. Và ngay giây phút này, xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt chào đón cặp đôi hạnh phúc nhất, xinh đẹp nhất trong ngày hôm nay. Đó chính là chú rể Văn Trọng và cô dâu Kim Nguyên. Vỗ tay lớn lên nào. Ngày vui hạnh phúc là đây, nhạc tình mới thở đắm say lòng người. Bàn tay nắm lấy bàn yêu nhau đi đến lâu đài tình yêu, nơi ấy hoa nở trên cây, đôi ta say mộng bên nhau suốt đời. Hiện diện trên sân lễ của chúng ta lúc này đó chính là nhà gái hân hoan mừng rễ mới, nhà trai phấn khởi đón vô hiền. Hai bên
cha mẹ sum vầy. Tôi mình chung một mái nhà hôm nay. Và lời nói đầu tiên cho phép đại gia đình của chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý quan khách lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và một lời chào mừng trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, đã có được ngày vui như hôm nay thì chắc chắn rằng cô dâu và chú rể của chúng ta không thể nào quên được công bao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Và ngay giây phút này, xin mời cô dâu và chú rể hãy dâng lên cho cha mẹ mình những ly rượu hiếu rượu tình mà cô dâu và chú rể đã cất công chuẩn bị từ đầu buổi tiệc. Thưa quý vị, trước hết thì mời cô dâu và chú rể hãy dâng rượu lên cho song thân của chú rể ạ. Thank you.
về vào với anh một chút nữa để tình ta mãi mãi bền lâu. Cảm ơn cô dâu và chú rể rất nhiều. Xin mời hai bạn lưu lại trung tâm của sân lễ để mình cùng thực hiện nghi thức uống rượu giao bôi nha. Cảm ơn sự hợp tác của quý vị rất nhiều.